Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu AMD Kenwood giải mã hết số khủng nhất của hãng, mang mã model là DM9090. Chiếc đầu AMD Kenwood này được trang bị mặt phay nhôm màu vàng gold, máy đẹp xuất sắc, đẹp góc cạnh, là một con giải mã hết số của hãng. Thế nên máy được trang bị mạch DA 24 bit riêng biệt ở trong máy, giải mã chuẩn tối đa 24 bit. Máy gồm có 3 đường quang vào, 3 đường số vào, gồm có 2 đường đồng trục optic coaxial và một đường optical đường quang. Thì bây giờ em sẽ quay qua cái ruột gan cho các bác xem này. Con này máy về rất đẹp các bác nhé. Còn video về con này thì em cũng có rất nhiều video về chiếc Kenwood 9090 rồi. Một chiếc giải mã hết số luôn. Đây nắp lưng của nó đây, đẹp không có một vết nào cả. Còn đây là cái tấm tấm sắt của nó đây, rất dày luôn nhé các bác nhé. Tấm này nó phải dày tới 5 ni để nó che cái nắp ở chỗ này. Thì em sẽ quay qua cái ruột gan cho các bác. Đây là cái mạch DA 24 bit riêng biệt đây. Đấy, con 9090 nó làm chất lượng nó ở cái mạch này. Còn và đây là mạch, vừa là mạch giải mã, vừa là mạch analog, vừa là mạch nguồn vào của nó đây. Còn đây là hệ thống nguồn. Đấy, máy móc thì em về thì các bác yên tâm là 100% zin nguyên bản và là hàng đẹp xuất sắc tuyển chọn từ bên Nhật ship máy bay về. Đấy. Con này rất nặng nhá, con này nó phải nặng tầm 12 cân. Đây đây là IC nó này, di rít chẳng chịt luôn này. Chạy IC của Lex này, toàn IC Japan thôi. Thì con này là một con chiếc đầu AMD Kenwood hết số, thế nên nó được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản, hàng Nhật nội địa, điện 100V. Đấy, các bác nhìn này, hai tấm vách nhôm để ngăn giữa ba ô. Đấy. Thì cái hệ cơ MD ở con này thì nó xài mắt 260A, mắt phổ thông dễ thay thế. Thu phát ghi xóa là cực kỳ ok các bác nhé. Các bác không phải lo vấn đề về sợ mắt cổ hay mắt hiểm hay mắt độc gì cả. Đấy. Còn đây là cái đường 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 vào ra của nó này. Thì con này nó gồm có một đường coaxial và một đường optical. Đường ao này, đường vào nó gồm một đường optical vào này, hai đường coaxial vào này. Đấy. Các bác có thể kết nối hai con đầu CD xuất âm đường coaxial đồng trục. Đấy, còn cái đường quang kết nối TV và một đường AV ra âm đi và một đường AV vào để dành cho các bác kết nối 3.5 với điện thoại hoặc máy tính. Đấy, đầy đủ hết. Và cái dây nguồn của nó cũng là dây nguồn zin các bác nhá, dây nguồn zin đi theo đầu có chữ Kenwood luôn nhá. Đấy. Để em xem con này xem nó sản xuất năm bao nhiêu. Những con máy đây. 1997 các bác ạ. Đấy. Nhưng còn đây là cái thông số của nó này. Con này thì là hàng Nhật nội địa, điện 100V 16W 50/60Hz. Máy được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản và cái số series của nó là 7080 0886. Đấy. Xài nguồn Bando, một thương hiệu nguồn nổi tiếng của Nhật Bản. Rất đẹp. Thì con này thì em cũng có rất nhiều video test rồi. Còn cái video này thì em chỉ là giới thiệu qua cho các bác để các bác biết đến chiếc đầu Kenwood MD9090 và cái ruột gan nó như thế nào. Và khi phần giải mã các bác chỉ cần ấn nút monitor này thôi. Trắng ngỡ
Bây giờ em sẽ mời các bác nghe một bản nhạc em đã ghi từ CD vào chiếc đĩa MD. Để các bác thưởng thức cái chất âm của chiếc đầu Kenwood hết số này. À, đĩa trắng à. Để em cho chiếc đĩa khác. Toàn đĩa trắng này. Rồi, thử nghe nào. Thì bây giờ em sẽ cho một chiếc đĩa trắng vào để em test cho các bác chức năng ghi đĩa. Con này nó mắt xài mắt của Sony mắt 260A nên các bác là về ghi ghi xóa thoải mái. Thì về phần ghi đĩa của con Kenwood này, các bác ấn nút chấm đỏ này, rec này hai lần. Một lần này. Hai lần. Chỉnh được 3 lần. Thank you.
rồi. Đấy thì không ghi các bạn nút tốt cho em nhá. Rồi. Nó đang nhận một bài 50 giây. Vào lay chạy thử này. Các chức năng của một chiếc đầu MD này em đã test ok nhé. Thì con này em cũng báo giá luôn là con này em bán ra là máy kèm sách hiển xịn đúng đời đi theo đầu RC RM0703 với giá là 9 triệu đồng, tặng các bác một dây quang chất lượng cao dài 1,5 m và một chiếc đĩa MD có sẵn chương trình về các bác để test ghi và test phát của cái ổ MD. Đấy thì với cái mức giá 9 triệu thì bác nào có nhu cầu liên hệ đến em theo số điện thoại và số Zalo là 0966723489. Xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Xin chào các bác, cảm ơn các bác đã xem hết video này.